Bây giờ thì trên bàn cân của nhạc sĩ Huy Tuấn chỉ còn lại hai vị đội trưởng, đó chính là chị Thảo Trang và anh Thanh Duy. Trang, em có cái câu gì đối đáp lại với cái đoạn vừa rồi của Duy Khiêm không? Hơi khó, cho nên thôi mình chịu thua. Chịu thua đó. Bạn này đa dạng quá luôn á. Đấy, nó giống như hơn nghệ sĩ chuyên nghiệp luôn á. Rất là đa dạng luôn. Nhìn mặt này là đội trưởng bị dội luôn á. Em nhảy được không? Em có nhảy được? Vừa nhảy tung cả sân khấu lên còn gì nữa. Nãy là nhảy phiêu anh, còn vụ nhảy theo vũ đoàn ra động tác rồi các kiểu thì sao? Cái đó hơi khó với em nha, chứ còn phiêu là em phiêu được nha. Rồi gì đợi gì thôi, anh có quyết định của mình rồi. Lúc đầu thì tôi còn lưỡng lự, nhưng mà vừa rồi với cái điệu nhảy vừa rồi thì không ai có thể phù hợp hơn, đấy chính là Thanh Duy.